Năm 2021 là năm vô cùng đặc biệt với hơn 24 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước. Chưa bao giờ mà học sinh Việt Nam phải nghỉ ở nhà dài ngày, hạn chế ra ngoài và không thể đến trường học trực tiếp như trong năm vừa qua. Cũng chính trong thời điểm khó khăn này, nhờ sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ mà một thế hệ công dân số tương lai đã hình thành. Gen Z đã tận dụng được sức trẻ để sáng chế ra những sản phẩm công nghệ gây tiếng vang trên trường quốc tế. Chiếc mũ với cái tên Vinhem đã giúp ba học sinh nhận danh hiệu Đại sứ Sở hữu trí tuệ do Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới trao tặng. Những chủ nhân của sáng chế mũ cách ly di động Vinhem gồm Đỗ Trọng Minh Đức, sinh năm 2003, hiện đang học tại Montevert Academy, Florida, Mỹ. Trần Nguyễn Khánh An, sinh năm 2006, học sinh lớp 10 trường Dewey School, Hà Nội. Nguyễn Hoàng Phúc, sinh năm 2007, học sinh lớp 9 trường quốc tế Pháp Lifei, Hà Nội. Được biết, với sáng chế này, cả ba học sinh đã được Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới WIPO ở Geneva, Thụy Sĩ trao tặng danh hiệu Đại sứ giới trẻ sở hữu trí tuệ của WIPO. Đây là lần đầu tiên WIPO trao tặng danh hiệu này ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và cũng là lần thứ hai danh hiệu này được trao trong suốt 50 năm lịch sử của WIPO, thành lập năm 1967. Mũ Vinhem được thiết kế trên nguyên lý hoạt động của mặt nạ có tên PAPA, lọc không khí với các tiêu chuẩn được toàn cầu công nhận và có độ an toàn gấp 100 lần so với khẩu trang N99. Sản phẩm mũ Vinhem đã được đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam và bảo hộ quốc tế, được Bộ Y tế Việt Nam công nhận đạt chuẩn nhỏ ma và được phép lưu hành trên thị trường. Đây được xem là bước tiến đột phá trong việc ngăn chặn những tác động của dịch COVID-19 tới sức khỏe con người. Bộ Y tế Hoa Kỳ đánh giá PAPa có nhược điểm không đeo được lâu vì nếu bị ngứa đầu hay mặt thì không sao gãi được. Vì lẽ đó, PAPR ít khi được dùng trong phòng chống dịch bệnh. Để khắc phục điều đó, nhóm sáng chế gắn thêm một găng tay đặc biệt ở đáy mũ, giúp người dùng gãi mặt, rụi mắt hay thậm chí ăn uống mà vẫn giữ cách ly đường hô hấp với môi trường bên ngoài. Nhờ đó, người dùng có thể đội mũ thoải mái liên tục trong suốt một ca làm việc khoảng 4 tiếng mà không lo bị ngứa hay nóng, trong khi nguy cơ lây nhiễm giảm tới 99,9% theo như đánh giá thử nghiệm của nhóm nghiên cứu phát triển. Hiện tại, mũ Vinhem đã được phép bán tại các thị trường Mỹ, châu Âu và Việt Nam sau những đánh giá và kiểm định gắt cao. Nói về thành tựu đáng tự hào này, nữ sinh Khánh An chia sẻ, thế hệ của bọn mình thực sự rất may mắn khi được sinh ra trong thời đại công nghệ số hóa vượt bậc. Nó không bị phân biệt bởi điều gì cả, ai cũng có cơ hội, ai cũng có quyền để tiếp thu những gì mà mình mong muốn.